cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoán thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin đến đức tin của mọi thánh Chúa. Xin đoán thương ban mọi thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và